Còn bà? Sao? Nói tới tôi gì đây? Tại sao nhà chúng tôi đang ở mà thương chuyện lấy lại là sao? Trời ơi, nhà của mấy người ở là nhà của tôi. Tôi muốn cho ở thì cho ở, tôi muốn đuổi đi thì tôi đuổi đi, có gì đâu. Vậy mà con cháu của mấy người, sao mấy người không giỏi nhìn nhận? Cái gì? Con cái của ai? Nhìn nhận gì? Nè, mày nói chuyện với ai mà mày nói với mấy người này, mấy người nọ? Xin lỗi bác, từ nãy tới giờ tôi nghĩ tôi đang nói chuyện con người chứ đâu nói chuyện cái chú vậy. Anh hai, anh không được quyền mắng má tôi nha. Anh muốn cái gì? Anh muốn gì? Sao? Muốn đánh tôi hả? Cái thái độ hiếu thảo của cậu không phải mình tôi, ở đây rất nhiều người quan minh. Tôi với cậu không quen nhưng biết nhau cũng nhiều. Vậy trong chuyện này sức mạnh giải quyết được gì? Anh hai à, nếu sức mạnh không giải quyết được gì thì những lời mắng mỏ của anh cũng đâu giải quyết được gì đâu anh hai. Trời ơi, người ta chửi mẹ mình là đồ thú vật thì đứng nói đồ qua nói gì đâu không dám. Trời ơi, tôi nói thiệt chết chắc khỏi đời này quá. Trời ơi, tóc mà muốn leo thang, ớt mà muốn so sánh với bò, cũng ớt nó mới chan ban. Rất tiếc là em gái của tôi nó quá dễ tin lời của con bò đực. Mà giờ này không hiểu cha mẹ của con bò đực kia đang ở đâu nữa. Đi ra khỏi nhà tôi thôi mấy người đó. Đi không? Thôi được, em gái của tôi tự lo. Còn cậu đó, cậu cũng mạnh lo lắm nha cậu hai. Mấy người nhớ nha.